Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thủ thuật Android sẽ chia sẻ với các bạn một bản hack game mới, đó là bản hack game phục kích phiên bản mới nhất. Chức năng hack đó là chức năng nhìn được xuyên tường và bắn không giật. Cái link download game mình đã để ở bên dưới video, và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt game này. Do game này là file mình để ở file XAPK, nên để cài đặt game này các bạn cần có một ứng dụng để hỗ trợ để cài đặt game này. Cái ứng dụng này thì mình đã cũng để ở bên dưới video rồi. Các bạn sẽ tải cái file game về và tải cái file này xong cài đặt. Sau khi tải về được hai file thì các bạn cài đặt cái ứng dụng XAPK Instart trước. Bây giờ mình tải về rồi, bây giờ mình sẽ cài đặt. Đây là ứng dụng XAPK để cài đặt cái file XAPK game của mình. Rồi. Sau khi ấn xong. Đấy, cài đặt xong thì ấn xong. Rồi. Đây là ứng dụng XAPK và cái file game phục kích hack phục kích mình đã tải về rồi. Sau khi tải về xong thì mình cài đặt file XAPK, mình sẽ ấn vô file này. Các bạn chọn skip nhé. Rồi, nó sẽ load tất cả những file XAPK thì các bạn cài đặt. Ở đây, đây là bản phục kích mode này. Bản hack này, mình đã tải về rồi. Bây giờ nó sẽ có nút Start này cài đặt này. Các bạn ấn vào đây. Đấy, đang cài đặt, tự động cài đặt. Sau khi đặt xong, mình ấn mở. Mình sẽ vô bắn thử các bạn xem. Bản hack nhìn xuyên tường và bắn không giật này. Game phục kích này bắn cũng khá hay, nó cũng như đột kích rồi hay là tập kích thôi. Nhưng mà đồ họa nó cũng được. Awesome!
với chia sẻ của bạn. Bạn áp phục kích chức năng là nhìn xuyên tường và chức năng 2.